Cô xin chào các em đến với tiết học địa lý 6 ngày hôm nay. Và nội dung tiết học ngày hôm nay là tiết ôn tập để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1. Nội dung tiết ôn tập gồm 2 phần. Phần 1 sẽ là phần lý thuyết. Phần 2 là phần bài tập. Phần lý thuyết sẽ gồm nội dung trải dài từ bài 7 cho đến bài 12 và gồm 5 câu hỏi. Câu 1. Em hãy trình bày sự vận động của trái đất quanh trục. Câu 2. Trái đất được cấu tạo bởi mấy lớp và em hãy nêu đặc điểm của tầng lớp. Câu 3. Em hãy trình bày cấu tạo của lớp vỏ trái đất. Câu 4. Em hãy nêu tác động của nội lực và ngoại lực. Và câu 5 gồm hai phần. Phần A, núi lửa là gì? Và núi lửa gây ra tác hại như thế nào đối với con người? Phần B, động đất là gì? Động đất gây ra tác hại như thế nào đối với con người? Phần bài tập thì gồm có 3 câu. Câu 1, em hãy dựa vào hình các múi giờ trên trái đất trang 16 tập bản đồ và em hãy cho biết. A. Washington, New Delhi, Hà Nội, Bắc Kinh, Tokyo ở khu vực giờ số mấy? B. Khi khu vực giờ gốc London là 12 giờ, cùng lúc đó, Washington, New Delhi, Hà Nội, Bắc Kinh, Tokyo sẽ là mấy giờ? Và C. Khi khu vực giờ gốc London là 20 giờ, cùng lúc đó, Washington, New Delhi, Hà Nội, Tokyo sẽ là mấy giờ? Và đây là hình các khu vực giờ trên trái đất để xác định được các địa điểm trên nằm ở khu vực giờ số mấy. Các em hãy quan sát hình và quan sát thật kỹ dòng số màu hồng nằm ở phía trên đó là thể hiện các khu vực giờ trên trái đất. Và muốn biết Washington nằm ở khu vực giờ số mấy, các em sẽ tìm điểm Washington trên hình. Sau đó, từ điểm Washington, các em sẽ nhìn thẳng lên phía trên và sẽ xác định được Washington nằm ở khu vực giờ số 19. Tương tự, New Delhi nằm ở khu vực giờ số 5, Hà Nội ở khu vực giờ số 7, Bắc Kinh ở khu vực giờ số 8 và Tokyo ở khu vực giờ số 9. Câu B. Khi khu vực giờ gốc London là 12 giờ, cùng lúc đó, Washington, New Delhi Hà Nội, Bắc Kinh, Tokyo là mấy giờ? Để làm được bài này, các em hãy cùng quan sát cái dạy đồng hồ thể hiện giờ ở phía dưới hình. Và khi nhìn vào, các em sẽ thấy được khu vực giờ gốc London sẽ là 12 giờ. Thì cùng lúc này, muốn biết Washington sẽ là mấy giờ? Các em sẽ xác định điểm Washington, sau đó nhìn hẳn xuống phía dưới và chúng ta sẽ thấy được rằng Washington sẽ là 7 giờ và cùng lúc đó New Delhi sẽ là 17 giờ, Hà Nội 19 giờ, Bắc Kinh 20 giờ và Tokyo là 21 giờ. Vậy chúng ta có thể thấy được rằng trên trái đất có 24 khu vực giờ và mỗi khu vực cách nhau 1 giờ. Và giờ ở phía đông bao giờ cũng sớm hơn giờ ở phía tây. Câu C. Khi khu vực giờ gốc London là 20 giờ, cùng lúc đó Washington, New Delhi, Hà Nội, Tokyo sẽ là mấy giờ? Như chúng ta đã biết, mỗi khu vực sẽ cách nhau 1 giờ, và giờ ở phía đông sớm hơn giờ ở phía tây, nên khi ở London là 20 giờ, vậy cùng lúc đó Washington sẽ là 15 giờ, New Delhi là 1 giờ, Hà Nội 3 giờ và Tokyo sẽ là 5 giờ. Tiếp theo câu 2, dựa vào hình hình thể thế giới trang 10, 11 tập bản đồ, em hãy cho biết tên các lục địa trên trái đất. Lục địa nào ở nửa cầu bắc? Lục địa nào ở nửa cầu nam? Và đường xích đạo đi ngang qua lục địa nào? Và đây là hình hình thể của trái đất quan sát hình, các em sẽ thấy được đường xích đạo được thể hiện bằng đường màu đen đất nét. Và như chúng ta đã biết, phần nửa cầu ở phía trên đường xích đạo là nửa cầu Bắc, và nửa cầu ở dưới đường xích đạo là nửa cầu Nam. Và qua hình, các em sẽ thấy được trên trái đất gồm 6 lục địa, gồm lục địa Bắc Mỹ, lục địa Nam Mỹ, lục địa Phi, lục địa Á-Âu, lục địa Australia và lục địa Nam Cực và các lục địa nằm ở nửa cầu bắc là lục địa bắc Mỹ và lục địa Á âu. Lục địa ở nửa cầu nam gồm lục địa nam Mỹ, lục địa nam cực và lục địa Australia: đường xích đạo đi ngang qua lục địa đó chính là lục địa Phi. Sau đây các em hãy ghi kết quả vào đề cương tên các lục địa trên Trái đất: lục địa Á âu. Lục địa Bắc Mỹ, lục địa Nam Mỹ, lục địa Phi, lục địa Nam Cực và lục địa Australia. Lục địa ở nửa cầu Bắc gồm lục địa Á Âu, lục địa Bắc Mỹ. Lục địa ở nửa cầu Nam gồm lục địa Nam Mỹ, lục địa Nam Cực và lục địa Australia. Đường xích đạo đi ngang qua là lục địa Phi. Và câu 3 dựa vào hình các địa mảng của lớp vỏ trái đất trang 19 tập bản đồ. Em hãy A. Kể tên các địa mảng B. Thông thường giữa các địa mảng có mấy cách tiếp xúc. Đó là những cách nào? Quan sát hình các địa mảng của lớp vỏ trái đất. Các em sẽ thấy được vỏ trái đất gồm các mảng sau. Mảng Thái Bình Dương, mảng Bắc Mỹ, mảng Á Âu, mảng Philippines, mảng Ấn Độ, mảng Australia, mảng Arab, mảng Nam Mỹ, mảng Phi, mảng Trung Mỹ, mảng Nazca và mảng Nam Cực. Và như chúng ta được biết, các địa mảng này có sự di chuyển nhưng di chuyển rất chậm và thông thường các địa mảng có thể tách xa hoặc xô vào nhau. Và phần về nhà, các em hãy học bài, làm bài theo nội dung ôn tập